Hoàng Vy xin kính chào quý vị đang đến với chương trình sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV trên băng tầng 57.5 và xin kính chúc quý vị có một cuối tuần an lành. Thưa quý vị, cựu Tổng thống Barack Obama, như chúng ta biết là ông Obama thì có một cái tài diễn thuyết rồi hùng biện rồi viết sách. Vậy thì sau khi mà ông kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống của mình đó, thì ông bắt đầu cái con đường diễn thuyết và làm diễn giả và xuất hiện rất nhiều những cái sự kiện, rồi đặc biệt viết những cái cuốn sách, những cuốn hồi ký nè, mà rơi vô những cái dòng sản phẩm là bestseller và đặc biệt nữa là ông cùng với người vợ của mình là cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama đã hợp tác và mở ra một cái công ty có tên là Higher Ground chuyên viết và sản xuất những cái bộ phim tài liệu thưa quý vị công ty High Ground này á đã từng sản xuất một cái bộ phim có tên là American Factory là cái phim đầu tay luôn và cũng đã đạt được cái giải Oscar cho phim tài liệu hay nhất nói về cái cái xưởng sản xuất của General Motors đã vừa bị bán đi trước đây dưới thời của ông Trump xong rồi mở ra mà là do một tỷ phú Trung Quốc đã đầu tư thưa quý vị thì cái đó là cái phim tài liệu đầu tay và thắng lớn như vậy. Nhưng mà ông Obama trong tuần này ông đã vấp phải một cái sự chỉ trích rất là lớn ở trong cái giới chính trị về một cái bộ phim khác mà ông đóng cái vai trò là cố vấn cho phim nhưng mà bây giờ đang vấp phải những cái làn sóng chỉ trích rất là nhiều. Phim này ông Obama một lần nữa đóng vai trò cố vấn để mà xem xét rồi tư vấn về những cái quan điểm về những cái tư tưởng trong cái phim này có tên là Leave the World Behind, hãy để lại thế giới ở sau lưng và hợp tác với lại Netflix vừa mới công bố vào tuần này thôi thưa quý vị. Phim này nói về hai gia đình trong cái lúc mà cả thế giới và đặc biệt là nước Mỹ rơi vào một cái cảnh là ngày tận thế tâm tối và hỗn loạn đó thì những nhân vật chính trong phim cái cảnh cuối cùng mới nói với nhau như thế này nè là tôi chỉ muốn anh chỉ muốn em nhớ một cái điều này nếu như mà thế giới bây giờ bị sụp đổ thì có lẽ cái điều cuối cùng mà chúng ta phải học là cái niềm tin đó đừng có dễ dàng trao đi cho bất kỳ người nào đặc biệt là những người da trắng đó là cái lời đã được kết lại trong cái bộ phim như thế này và ngay lập tức trên mạng X trước đây là Twitter thưa quý vị những người quan tâm về chính trị và cả phim ảnh nữa người ta rần rần và đặc biệt là những nhân vật bên phía cực hữu họ chống đối cái quan điểm này họ nói là hãy xem đi một cái bộ phim tài liệu mà do chính ông Obama làm cố vấn mà lại đưa ra cái quan điểm và chống đối và kỳ thị người da trắng như thế này quý vị nhớ là dưới thời của cựu tổng thống Donald Trump và sau khi ông Trump rời tòa bạch ốc đó cái tư tưởng MAGA Make America Great Again và đặc biệt là da trắng cực hữu nữa và cả sau này khi mà ông thống đốc Florida ông Ron DeSantis đã đẩy mạnh cái quan điểm là uh, những cái người mà bên phía dân chủ và cấp tiến và cái cộng đồng da màu á là nói quá nhiều về cái chuyện bình quyền thậm chí á, là những nhân vật mà da trắng như thế này họ còn nói rằng như ông Ron DeSantis là cấm các cái trường học ở Florida không được nói về cái cuộc chiến công bằng sắc tộc rồi không được nói về công bằng giới tính và đặc biệt á, đã có một cái trending suốt một thời gian dài là những người da trắng người ta cảm thấy là bị kỳ thị trong xã hội Mỹ hiện nay khi mà cái làn sóng da màu trỗi lên và thậm chí là tư tưởng cấp tiến quá nhiều. Thì bây giờ cái bộ phim này do ông Obama cựu tổng thống của nước Mỹ để làm cố vấn và đưa ra một cái câu lời thoại là như vậy xin nhớ rằng nếu như mà thế giới này bị sụp đổ thì có lẽ là cái niềm tin chúng ta đã phải rất là tận trọng không có dễ trao đi cho người khác nhất là những người da trắng điều đó nó nói lên một điều gì là trong xã hội Mỹ tưởng là văn minh tưởng là hiện đại bậc nhất trên thế giới nhưng mà những cái làn sóng những cái tư tưởng về chủng tộc về văn hóa nó vẫn còn đối lập như nước và với lửa như thế này thưa quý vị thì đó là câu chuyện đầu tiên chúng tôi muốn mở đầu để nói về việc cựu tổng thống Barack Obama ông ông đang vấp phải cái sự chỉ trích rất là lớn trong một cái sản phẩm phim ảnh mà ông hợp tác để mà sản xuất. Đó là câu chuyện về ông Obama. À và nữa thưa quý vị, cũng vào ngày hôm thứ Sáu thì cử tri Mỹ và người dân Mỹ nhìn thấy ông Obama lại xuất hiện bên cạnh đương kim tổng thống Joe Biden. Trong một cái đoạn clip quảng cáo chỉ dài có 30 giây thôi, nói về cái đạo luật y tế Obamacare um, mà theo lời của hai nhân vật cựu và đương kim tổng thống đó nói trong cái đoạn clip là um, cái đạo luật y tế này đã bị bên phía đảng cộng hòa đặc biệt là cựu tổng thống donald trump nữa chứ quý vị nhớ là cái ngày ông trump rời tòa bạch ốc kết thúc nhiệm kỳ của mình hàng trên các cái diễn đàn trên mạng xã hội và các cái cơ quan truyền thông nhiều người đặt câu hỏi là ủa như vậy là hết nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump rồi ư? Và ủa, có cái đạo luật y tế nào thay thế Obama không? Tại vì trong suốt 4 năm làm tổng thống, ông Trump cùng với những người đồng minh của mình và cả những cái nhà lập pháp bên phía Đảng Cộng hòa trong quốc hội nữa chứ, thường xuyên đưa ra những cái nỗ lực là phải dẹp bỏ Obama, nhưng dẹp Obamacare thì lấy cái gì mà thay thế cho cái đạo luật y tế giúp cho bảo hiểm y tế cho người dân nghèo đây. Thì ngày hôm nay, ngày thứ Sáu, cái đoạn quảng cáo vì được clip 30 giây lại được gửi ra cho công chúng xem. Ông Joe Biden được nhìn thấy trong cái đoạn clip mở đầu bằng cái câu nói là Hey President Biden, Obamacare có still a thing không vậy? Có còn là một cái đạo luật có giá trị không? Thì ông Obama tiếp lời ngay nói là chắc chắn là nó vẫn còn có giá trị, dù gọi nó bằng tên gì cũng được, Obamacare hay Affordable Care hay là Biden Care, bất cứ cái gì cũng được, nhưng nó vẫn còn nguyên giá trị của mình. Mặc dù bên phía Đảng Cộng hòa đang cố gắng giết chết nó trong suốt thời gian vừa qua nhưng giết không được bởi vì theo lời ông Obama chúng ta vẫn sẽ tiếp tục bảo vệ nó. Ông Biden trong cái đoạn clip mà Hoàng Vi xem thì nói tiếp lời ngay, chẳng những mà bảo vệ mà chúng ta sẽ expand nó, sẽ mở rộng nó ra. Và ông Biden nói rằng là có hàng triệu người dân Mỹ đã được giúp đỡ từ cái đạo luật Obamacare này. Thì theo thống kê thưa quý vị, vào tuần vừa rồi có hơn 7 triệu người dân Mỹ trong cái tuần vừa rồi thôi đã ghi danh cho Obamacare và đây cũng cái thứ sáu là đánh dấu ngày cuối cùng để mà có thể ghi danh cho cái đạo luật bảo hiểm y tế như thế này cho dân cho người dân Mỹ mà low income thì đó là câu chuyện và cũng là một ví dụ về cái sự kết hợp giữa ông Obama và ông Biden mặc dù ông Obama đã kết thúc cái nhiệm kỳ của mình nhưng ông vẫn được nhìn thấy là xuất hiện cùng với tổng thống đương nhiệm quý vị nhớ là cái cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022, ông Obama cũng đi đến những cái tiểu bang gọi là rất là quan trọng như là Pennsylvania, như là Michigan để mà đưa ra những cái thông điệp kêu gọi cử tri là tiếp tục bầu bỏ phiếu cho bên phía Đảng dân chủ và nhiều lần, nhiều lần người ta nhìn thấy là ông Obama đã sát cánh cùng với ông Biden, chẳng hạn trong cái đạo luật y tế mà Hoàng Vi vừa thưa quý vị như vậy chuyển sang một tin tức khác thưa quý vị liên quan đến một cái tài liệu hồ sơ mật mà đã bị mất tích ngay dưới thời của cựu tổng thống donald trump nhưng mà kỳ này thì liên quan đến những cái thông tin tình báo về phía nga có can thiệp vào bầu cử của mỹ thông tin này chúng tôi vừa đọc được vào khoảng trưa ngày thứ sáu do cnn và new york times vừa mới loan báo thưa quý vị nhưng mà có một cái điều đặc biệt là chính bên phía cựu tổng thống donald trump và cái dàn cố vấn của ông cũng đang cố gắng muốn truy tìm cho ra cái tài liệu này để mà làm chi quý vị nhớ trong cái hồ sơ mà bộ tư pháp do ông công tố viên đặc biệt jack smith dẫn dắt và truy tố ông trump trong cái chuyện nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử đó Phía bên luật sư của ông Trump đã biện hộ và cho rằng là bởi vì ông trong lúc mà làm tổng thống đó, ông nhận được những cái thông tin tình báo cho thấy là Nga và cả những cái thế lực khác nữa có can thiệp vào cái cuộc bầu cử tổng thống của nước Mỹ. Và Hoàng Vi cũng thưa quý vị là Jack Smith đã phỏng vấn gần 20 giới chức trong các cái cơ quan tình báo chỉ để hỏi một câu thôi là có thực sự họ thu thập được những cái thông tin và cho biết rằng những cái thế lực bên ngoài nước Mỹ đã có can can gián, can thiệp và tác động vào cái kết quả bầu cử năm 2020 hay không? Câu trả lời của Jack Smith đưa ra với tòa chỉ có một từ hai chục giới chức tình báo liên bang thưa quý vị. Câu trả lời là không nhưng ngày hôm nay thông tin chúng tôi đọc được họ nói rằng là có những cái trang tài liệu mật đó mà có đưa ra những cái thông tin cho rằng nga có tác động có nỗ lực xâm nhập và tác động vào cái bầu cử tổng thống mặc dù có hai ý thứ nhất những thông tin này nó không có thực sự là quan trọng bởi vì sau khi giới tình báo đánh giá là nó không có thực sự quan trọng nhưng mà từ cái phương pháp mà thu thập thông tin đó mà nếu những cái trang tài liệu này nó bị rò rỉ ra bên ngoài á thì nó sẽ làm lộ ra cái phương pháp của giới chức tình báo của Mỹ trong những cái biện pháp thu thập thông tin cho nên những tài liệu này cũng rất là quan trọng. Ý thứ hai, Jack Smith trong cái hồ sơ truy tố cựu tổng thống Donald Trump về cái vụ tài liệu mật ở Malago hoàn toàn không có đề cập đến những cái trang tài liệu này mà lên đến 1.200 xin lỗi 2.700 trang thưa quý vị. Một lần nữa phía bên luật sư của ông Trump và cái dàn cố vấn của ông. Ví dụ như có một nhà báo có tên là John Solomon là một người uh, chuyên viết những cái bài ca ngợi cựu tổng thống Donald Trump và ông cũng đã được ông Trump chỉ định để mà đại diện cho bên phía cựu tổng thống uh, tiếp xúc với bên cơ quan lưu trữ quốc gia trong cái cuộc giằng co kéo dài hơn 18 tháng mà cơ quan này đòi cựu tổng thống phải trả lại những cái trang tài liệu mật. thì bây giờ ông John Solomon mới khai với tòa như thế này nè thưa quý vị đó đó là vào cái ngày ngày 19 ngày 19 tháng 1 năm 2021. Ngày 19 tháng 1 năm 2021, ông John Solomon này đã được gọi vô tòa Bạch Ốc và được giới chức của ông Trump, những nhân viên của ông Trump trao cho một cái túi giấy trong đó có 2.700 trang nói về những cái thông tin tình báo mà nãy giờ Hoàng Vi đang thừa và ông John Solomon cũng có bàn bạc với lại cựu chánh văn phòng tòa bạch ốc là Mark Meadows để làm sao là công bố những cái thông tin này cho người dân được biết và cũng trong chỉ còn có khoảng 2 ngày nữa thôi thì ông Trump đã trước Trước khi mà gọi ông John Solomon này vô đó thì đã giải mật toàn bộ những cái hồ sơ này rồi và ông Trump cũng tiến hành ân xá cho hàng loạt những cái đồng minh của mình trong hai ngày ngắn ngủi để kết thúc nhiệm kỳ như quý vị đã nhớ. Thế thì khi mà ông John Solomon này cầm cái trang tài liệu, cầm cái giỏ tài liệu này về bởi vì đã được giải mật và chuẩn bị để scan lên để lưu trữ lại thì bên phía văn phòng của tòa Bạch Ốc đó dưới thời của ông Trump đã gọi điện ngay vào đêm hôm đó và yêu cầu ông Solomon này hãy trả lại những cái trang tài liệu mật và ông đã trả lại cho tòa Bạch Ốc, đó là những gì ông khai, nhưng cũng từ ngày hôm đó khi ông trả lại xong bây giờ nó biến mất tiêu và không biết ở đâu hết. Phía ông John Solomon là một đồng minh với ông Trump cho rằng hiện nay nó đang nằm trong tay của bộ tư pháp hoặc là cơ quan lưu trữ quốc gia và họ lý luận rằng đó là những trang tài liệu mật mà tại sao Justice Smith hoàn toàn không đề cập trong cái hồ sơ truy tố của mình. Ý thứ hai, bên phía luật sư của ông Trump rất cần những cái tài liệu này để làm gì? Để mà biện luật hộ cho bên ông Trump những cái gì mà ông làm sau cái bầu cử năm 2020 á, là bởi vì ông có một cái niềm tin là cái cuộc bầu cử này, cái hệ thống bầu cử của Mỹ đã bị lũng đoạn, đã bị thâm nhập cho nên nó rất là quan trọng cho phía ông Trump. Nhưng mà bây giờ, 2.700 trang đó hoàn toàn không thấy đâu. Đó là tình tiết mới nhất liên quan đến những cái hồ sơ mật mà bị thất lạc, tứ tán mà bây giờ không biết nằm trong tay ai dưới thời của cựu Tổng thống Donald Trump. Và cũng nhân nói tới những cái nỗ lực đảo ngược bầu cử. Xin cập nhật với quý vị rằng, chẳng những cái hồ sơ ở liên bang mà Jack Smith đang truy tố cựu tổng thống Donald Trump và cái hồ sơ đó đó đang bị cái phiên tòa lẽ ra là vào ngày 4 tháng 3 sắp tới đây và Hoàng Vi đã thưa là nó tạm hoãn lại khi mà chánh án Tanya nói rằng vì ông Trump đang khiếu kiện lên tòa trên để mà ông viện dẫn là ông là tổng thống cho nên ông được quyền miễn truy tố về hình sự cho nên là phiên tòa xử vào ngày 4 tháng 3 có thể sẽ bị delay, không diễn ra vào ngày 4 tháng 3 nữa. Chúng ta chờ xem cái diễn tiến như thế nào nhưng ở mức độ tiểu bang thưa quý vị. Ở Michigan là một trong những cái tiểu bang chiến trường nơi mà những người ủng hộ của ông Trump đã tìm cách để lập ra một cái danh sách đại cử tri đoàn giả để nộp về cơ quan lưu trữ quốc gia cũng như là quốc hội để thay vì ghi nhận chiến thắng của ông Biden thì lại ghi nhận chiến thắng dành cho ông Trump và một lần nữa đó là danh sách cử tri đoàn giả thưa quý vị. Ở tiểu bang này, ông Biden đã thắng 2.78% là trong một cái chiến thắng nó rất là xuất soát và mong manh và lẽ ra là ông sẽ có 16 cái phiếu của đại cử tri đoàn giả phải nộp về cho quốc hội. Nhưng mà bên phía ông Trump đã lập ra cái kế hoạch và lập ra hẳn 16 cái cử tri đoàn giả như thế này. Và ngày hôm nay, những ngày này ở Michigan đang diễn ra cái phiên tòa mà Bộ Tư pháp của Michigan đang kiện 16 cái nhân vật này. Có 6 chính trị gia ở bên phía đảng Cộng Hòa ngày hôm nay đã ra tòa và khai. Trong đó họ khai về những gì họ đã làm sau bầu cử. Nhưng nó có một chi tiết này thưa quý vị. Giám đốc truyền thông của đảng Cộng hòa tiểu bang Michigan là Tony Zamit đã khai với tòa là Thực ra 16 nhân vật này đó, họ chịu ký vô đưa tên tuổi của mình vô để mà tạo ra cái danh sách họ chính là đại cử tri đoàn của tiểu bang Michigan mà nộp về quốc hội đó. Chẳng qua những người này đã nghe theo cái sự cố vấn, sự tư vấn của luật sư của ông Trump. Theo lời ông Tony này nói, nếu như không có luật sư của Trump mà tư vấn á, thì có lẽ là cái danh sách này nó sẽ không có thành hình và 16 nhân vật mà đang bị Bộ Tư pháp truy tố nó sẽ họ sẽ không có chịu ký vào cái danh sách đó đâu. Đó là một trong những cái diễn tiến đang xảy ra ngay tại tiểu bang Michigan thưa quý vị và không rõ là những cái án hình sự sắp tới đang chờ đón những cái nhân vật mà lập ra cái danh sách cử tri đoàn giả này như thế nào. Nhưng mà có một câu chuyện liên quan tới một nhân vật cũng rất là đặc biệt, cũng là một đồng minh rất là thân cận với ông Trump và gần như là một kiến trúc sư trưởng trong cái nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử tổng thống. Và bây giờ nhân vật này phải nói là vô cùng thê thảm. Mà sau ít phút đây, Hoàng Vi xin phép sẽ trở lại và thưa chuyện quý vị. Và trước khi rời màn hình, đó thì nhân vật này nếu như mà biết những cái bài hát Việt Nam sẽ phải hát lên một câu thế này thưa quý vị. Thế là chị ơi rụng bông hoa gào Hoàng Vi đang muốn nói đến cựu luật sư Rudy Giuliani và ngày hôm thứ Sáu, ông đã bị dán cho một cái mức hình phạt từ tòa mà phải nói là một cái 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 khoản tiền phạt nó vô cùng lớn cho cựu luật sư Rudy. Hoàng Vi xin phép được trở lại sau ít phút dành cho thương mại. Hoàng Vy xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV trên băng tần 57.5 và ở cuối phần 1 chúng tôi đang thưa dở về một câu chuyện, một cái lời phán quyết từ đại bồi thẩm đoàn dành cho ông cựu luật sư Rudy Giuliani, một đồng minh vô cùng thân cận với lại cựu tổng thống Donald Trump và như chúng tôi có hát đó, thế là chị ơi rụng bông hoa gạo mà ô hay trời không nín gió 148 triệu đô la Mỹ lấy chi mà đền đây thưa quý vị tòa án uh, trong suốt 4 ngày vừa qua đã đưa ra xét xử cái câu chuyện là ông cựu luật sư này đã buôn những cái lời uh, nói dối và xúc phạm đối với hai nhân vật phục vụ trong cái khu vực bầu cử đó là bà mẹ con bà Ruby Freeman và con gái là Wandria Shaye đã ở tiểu bang Georgia thưa quý vị. Và cái quý vị nếu mà nhớ cái tình hình bầu cử năm 2020 thì sẽ nhớ là ông Rudy Giuliani nói rằng ở tiểu bang Georgia đó bị gian lận lắm. Thậm chí là họ rút ra những cái vali và chứa đầy những cái phiếu bầu giả dành cho ông Biden. Hoặc là trong trường hợp như hai mẹ con này nè tranh thủ lúc mà mọi người đi về á là lấy ra rất nhiều những cái phiếu giả để mà bỏ vô thay thế cho cái phiếu thật bầu cho ông Trump và thậm chí là ông cung cấp một cái đoạn ghi hình một cái footage mà như bên phía đảng cộng hòa nói rằng là trời ơi những cái quả bom tấn và cho thấy là hai mẹ con này đã rút ra một cái đoạn USB để mà uh, đưa vô cái hệ thống cái máy mà kiểm phiếu của tiểu bang cho đó thì cuối cùng hóa ra thưa quý vị chẳng có cái USB nào như là những cái nhân viên tình báo trong cái phim là 007, điệp viên 007 hết á mà chính là những cái um, miếng gum mà hai mẹ con này lấy ra để mà mời nhau rồi nhai mà thôi. Thì những cái hình ảnh đó, những cái chứng cứ đó và cả những cái thiệt hại mà hai mẹ con này phải chịu vì những cái lời tố cáo mà không đúng sự thật của ông Rudy Giuliani đã được phơi bày trong 4 ngày ở phiên tòa. Ông Rudy trước đây cũng trong cái tòa này nè, hai mẹ con kiện ông đó, ông đã thừa nhận với tòa rằng ông có lỗi trong cái việc đưa ra những cái lời nói mà không có căn cứ như thế này nhưng mà quý vị biết là cách đây hai ngày hoàng vi có theo dõi phiên tòa và thấy ông rudyem đưa ra cái lời biện luận như thế này nè thực ra tôi cũng vô tình mà thôi tôi không cố ý đưa ra những cái lời nói đó và tôi vẫn cho rằng ở thời điểm này những gì tôi nói là những gì tôi được nghe người khác nói và tôi hoàn toàn là tôi vô tội chứ nếu mà tôi mà tôi nghĩ là tôi thực sự có tội tôi đâu có nhờ có mỗi một luật sư biện hộ như thế này nhưng mà thực tế thì chúng ta biết là câu chuyện nó khác hẳn hiện nay. Ông Rudy Journi đang nợ, phải nói là nợ ngập đầu, nợ cao như núi luôn thưa quý vị. Cho nên khi mà đại bồi thẩm đoàn ngày hôm nay đã đưa ra một cái phán quyết và cho là ông phải đền hai mẹ con này 148 triệu đô la Mỹ. Thực sự quý vị biết không là chính luật sư của hai nhân vật này đó, hai mẹ con ở tiểu bang Georgia đó, họ nói là họ không biết là nên yêu cầu ông Rudy này phải bồi thường bao nhiêu nữa. Nhưng mà trước mắt đó là họ đòi hỏi, họ xin tòa là tuyên án là ông Rudy chỉ bồi thường cho mỗi người 24 triệu thôi. Như hai mẹ con là 48 triệu, chứ không có lên đến cái mức là 148 triệu như là bồi thẩm đoàn đưa ra. Lý do mà luật sư nói là vì bởi vì ông này ông nợ như chú trộm hiện nay. Những cái tiền phạt mà tòa yêu cầu từ bữa giờ trong cái vụ kiện dân sự này đó ông Rudy cũng còn chưa trả được mà ví dụ như tòa yêu cầu là ông Rudy phải trả 200.000 đô la Mỹ cái phí luật sư cho hai mẹ con mà bên phía nguyên đơn ông Rudy cũng chưa có trả ông thậm chí Ông luật sư, cựu luật sư Rudy Giuliani, cựu thị trưởng của New York, anh hùng của New York trong cái cuộc chiến chống khủng bố 11 tháng 9 lẫy lừng như vậy mà bây giờ nợ ngập đầu tiền luật sư của chính bản thân ông Rudy Giuliani một triệu đô la Mỹ cũng chưa trả được nữa thưa quý vị và ông còn bị luật sư của ông kiện ngược lại cho nên kỳ này 148 triệu không có biết lấy đâu ra mà đền nhưng mà tại phiên tòa những chứng cứ những bằng chứng và cả những cái lời khai nữa bên nguyên đơn đưa ra hai mẹ con này nói vì những cái lời xúc phạm và Nói dối không có căn cứ mà hai mẹ con này quý vị biết là đêm hôm từ sáng cho đến tối đều bị đe dọa những tin nhắn. Ví dụ như họ lây lại những cái đoạn tin nhắn ngay tại tòa là những người hâm dọa đó cứ nghĩ rằng đây là những cái nhân vật mà đã gián tiếp đã làm cho cái cuộc bầu cử năm 2020 nó bị gian lận, nó thay đổi hoàn toàn kế hoạch, lẽ ra là chiến thắng phải thuộc về ông Trump. Họ đe dọa hai mẹ con này, họ nói là hãy đi cuốn gói đồ mà chuẩn bị bỏ đi bởi vì chúng tôi đó đang truy sát, đang theo đuổi du đó và chúng tôi đang chuẩn bị là lấy máu du đó. Những cái đoạn tin nhắn này, những cái đoạn hội thoại như thế này đã được play lại tòa để cho thấy là hai mẹ con đã sống trong một cái cảnh, một cái một cái cảnh tượng nightmare nó hải hùng như thế nào. Nhưng cái ý chính chúng tôi muốn nói là ông cựu luật sư Rudy Suni, quý vị nhớ không là mặc dù là kiến trúc sư trưởng để mà thực hiện những kế hoạch đảo ngược kết quả bầu cử, nhưng mà bây giờ khi những cái sắc rối và những cái vụ kiện mà nó chồng chất như thế này, ông không được bất kỳ một cái sự hỗ trợ nào từ phía ông Trump hết. Vào tháng 4 năm nay, ông Rudy đã bay đến Malago để mà xin ông Trump là có thể nào giúp đỡ những cái khoản luật sư phí hay không. Nhưng Rudy đã đi tay không và về cũng tay không thưa quý vị. Và ngày hôm nay còn hát bài chị tôi nữa chứ. Đó là câu chuyện liên quan đến ông cựu thị trưởng New York một cái tin tức khác chúng tôi cũng muốn gửi đến quý vị về hai cái hãng thời trang bán lẻ của trung quốc sở hữu nhưng mà phải nói là gần đây á, trở nên rất là popular ở mỹ không biết là quý vị có biết và có sử dụng hai cái nhãn hàng này không đó là temu và Shein nổi tiếng với lại những cái hàng giá rẻ mà rẻ đến mức thực sự là chúng ta cũng thấy nó có cái gì đó giống như là nó scam nó lựa trong đó thưa quý vị khi mà temu bán những cái mặt hàng những cái kệ, những cái mặt hàng nội thất hay là thời trang nhiều khi chỉ có giá một đồng hay là hai đồng và thậm chí nha mua những dưới 5 đồng 10 đồng mà họ cũng tính tiền free shipping luôn làm cho chúng ta thực sự hoàng vi không biết tự hoàng không dùng nhưng mà mình thấy mình nó có cái gì nó rất là không có thực nhưng mà hai cái nhãn uh, Temu và Shein này nó rất là trở nên rất là phổ biến trong nước Mỹ luôn thưa quý vị. Cái mặt cái nhãn Shein mà bán những cái mặt hàng giá rẻ đó được thành lập từ năm 2012 và bây giờ cả hai nhãn này chúng tôi đang nói đó là Shein và Temu đều có cái trụ sở tại Mỹ hết thưa quý vị. Từ năm 2012, Xin được thành lập và bây giờ cái giá trị của cái công ty này lên đến 100 tỷ đô la Mỹ, vượt qua cả H&M luôn. Một cái điều vô cùng bất ngờ mà những toàn là mặt hàng giá rẻ, rẻ đến khủng khiếp luôn thưa quý vị. Và bây giờ trong một cái uh, sự kiện mới nhất là cái công ty Temu này vừa mới kiện công ty SIN và trong cái hồ sơ dài tới uh, 100 trang và nộp ra tòa đó, nộp ra tòa đó thưa quý vị thì công ty này á mới cáo buộc là cái công ty Shin á đã có những cái hành động là đe dọa, bắt nạt những cái bạn hàng, những cái nơi cung cấp những cái sản phẩm cho bên phía Temu và thậm chí là còn đe những cái đối tác làm ăn, còn tịch thu những cái chiếc phone mà trong đó có những cái dữ liệu làm ăn của Temu và bây giờ Temu kiện ra tòa tòa ở quận Columbia của Mỹ đây thưa quý vị và đơn kiện mới toanh vừa mới vừa mới phao 100 trang như thế này. Phía Shin thì nói rằng cái đơn kiện này không có giá trị bởi vì Temu chỉ là cạnh tranh làm ăn mà thôi. Và xin lưu ý là vào hồi tháng 10 vừa rồi, hai công ty này cũng dắt díu nhau ra tòa ở Mỹ nhưng rồi cuối cùng thì họ đã bãi bỏ đơn kiện vào phút cuối. Thì chúng ta không có rõ là đây thực sự là một đơn kiện có giá trị hay là cái kiểu để mà Temu Temu gây ra cái uy tín và thanh thế trong cái sự kiện uh, như là một cái kiểu PR sắp tới là bởi vì vào tháng 2 đây thưa quý vị, Temu nói là họ chuẩn bị có một cái chiến dịch quảng cáo rất là lớn và thậm chí là có thể tham dự cái giải Super Bowl luôn để mà quảng bá cho thương hiệu Temu thì một lần nữa không rõ đây là cái sự tranh chấp giữa hai cái thương hiệu làm ăn hay đây là cái kiểu để mà họ PR cho cái thương hiệu của họ. Nhưng mà thông tin này Hoàng Vi nhận thấy là bởi vì hai cái thương hiệu Temu và Shein gần đây á, nó đã trở nên rất là popular ở trong nước Mỹ. Một câu chuyện khác trở lại với quốc hội của nước mỹ mà chúng tôi cũng muốn gửi đến quý vị đó là về nhân vật chủ tịch hạ viện mike johnson và như nhiều lần hoàng vi thưa với quý vị không phải là ý kiến của chúng tôi mà chính là ý kiến của các cái vị dân biểu cộng hòa maga như là Majority taylor green đã đưa ra cái lời cảnh báo và vào sáng ngày thứ sáu chính tập Bloomberg cũng đưa ra một cái bài xã luận và họ cảnh báo cho ông Mike Johnson người vừa mới đưa ra sàn hạ viện để mà thông qua một cái nghị quyết khởi sự cái tiến trình điều tra để tìm kiếm thông tin và luận tội trút phế với đương kim tổng thống Joe Biden. Chúng tôi có thưa quý vị là Chính Mike Johnson trước đây xuất hiện trên Fox News, ông đã dè dặt và nói rằng là đảng Cộng Hòa phải rất là cẩn thận bởi vì nếu như mà cứ chăm chăm để mà luận tội và trước phế ông Biden khi mà chứng cứ nó chưa có rõ ràng thì đảng Cộng Hòa sẽ mất lòng tin với cử tri nhưng mà sau đó cũng chính mike johnson đã đưa ra bỏ phiếu cái câu chuyện này và đã thông qua và đã thành công nhưng tại sao mike johnson vẫn bị nhóm cộng hòa maga đe dọa và thậm chí còn nói rằng coi chừng mike johnson sẽ là kevin mccarthy thứ hai quý vị nhớ là ông kevin mccarthy đã phải ra đi rời bỏ cái vị trí chủ tịch hạ viện trong tức tưởi bởi chính những cái vị dân biểu bên phía đảng cộng hòa đẩy bật ông đi bởi vì ông đã có cái hành động khiêu vũ với kẻ thù là đứng cùng với bên phía dân chủ để thông qua cái gói trần nợ và giúp cho chính phủ không có đóng cửa và Kevin McCarthy cũng không có quyết liệt để mà trong cái việc luận tội và trút phế đối với ông Joe Biden và vì những cái lý do đó mà Kevin McCarthy phải ra đi, Mike Johnson chiều lòng nhóm Cộng hòa Maga và thông qua cái nghị quyết luận tội uh, điều tra để luận tội ông Biden nhưng Mike Johnson lại vấp một điều khác, đó là đã vừa thông qua một cái gói ngân sách hơn 680 tỷ đô la Mỹ để dành cho quân đội và đã được chuyển đến bàn của tổng thống Joe Biden ký. Trong cái gói ngân sách dành cho quốc phòng này đó thưa quý vị, những dân biểu bên phía đảng Cộng Hòa nhiều lần đe dọa là họ chống là bởi vì họ muốn kèm vô trong đó những cái chuyện là cấm cái giới quân nhân không được chuyển đổi giới tính, nè không được có được hỗ trợ trong cái việc phá thai, nè cấm những cái buổi biểu diễn gọi là drag show tức là những cái người nam mà ăn mặc rồi vẽ mặt rồi à, đóng những cái vai nữ đó được biểu diễn trong giới quân đội nè nhưng mà cuối cùng những điều đó đã không thuận theo ý của các vị dân biểu bên phía cộng hòa vì vậy họ đã đưa ra cái lời cảnh báo Mike Johnson coi chừng cho nên nhiều người bây giờ mới lùi lại và nhìn ra cái bức tranh lớn hơn có thể ông Mike Johnson vì ông không muốn hậu thế lưu lại hay ông không không muốn bị một cái sự chỉ trích của người dân Mỹ rằng làm cho chính phủ đóng cửa hay làm cho cái ngân sách quốc phòng không thể thông qua, cho nên ông phải chìa ra một cái củ cà rốt và để cho Đảng Cộng hòa MAGA, những cái nhóm MAGA đó có thể giúp để thông qua cái chuyện này bằng cái củ cà rốt là điều tra, luận tội và truất phế ông Biden. Nhưng mà đây nữa đây thưa quý vị, Kevin McCarthy một lần nữa đã phải rủ áo ra đi là bởi vì khiêu vũ với kẻ thù. Và bây giờ từ ngày hôm thứ Năm cho đến cuối tuần này, ông Mike Johnson đang bị nhóm Cộng hòa MAGA 0,1% 0,2 mà rất là nhiều trang ngập trên các cái mạng ý kiến trên Twitter và bây giờ là mạng X thưa quý vị. Nói là Mike Johnson tại sao lại khiêu vũ với kẻ thù và kẻ thù này là ai thưa quý vị? Đó là cựu chủ tịch Hạ viện cũng bên phía đảng Cộng hòa là Paul Ryan. Ông Paul Ryan là bữa giờ gây thù chú oán với ông Trump rất là nhiều thưa quý vị trước đây đó cách đây vài tháng paul ryan đã từng thừa nhận mình là never trump một người cộng hòa mà never trump nhưng mà mới nhất đỉnh điểm nhất là vào ngày hôm thứ tư ông paul ryan đã gọi đích danh ông trump ông trump không phải là một người bảo thủ ông không phải là conservative không phải là người bảo thủ mà ông trump chính là một người độc tài mà tự yêu mình yêu bản thân mình kẻ tự ái đó tức là tự luyến tự ái có nghĩa là yêu bản thân mình lên trên hết và là một người độc tài đó là lời Paul Ryan nói. Và ngay lập tức khi Paul Ryan nói điều này, những đồng minh của ông Trump đã nổi giận đùng đùng. Họ giận tới mức độ họ gọi đây là một rhino, họ gọi đây là một kẻ phản bội và thậm chí người nào xuất hiện bên cạnh Paul Ryan cũng đang bị ghét lây, đó là cựu chủ tịch Hạ viện Mike Johnson. Vào ngày hôm thứ tư truyền thông đăng cái hình ảnh là người ta nhìn thấy ông Mike Johnson cùng với Paul Ryan bước xuống cái cầu thang của trong quốc hội đó và hai người đang châu đầu vào nhau. Thế thì nó rần rần trên mạng xã hội và nói rằng tại sao Mike Johnson lại có cái phần thân thiết với lại kẻ thù của ông Trump, không dù nói chuyện gì nó không quan trọng nhưng mà tại sao lại châu đầu vào nhau như vậy và đó là điều mà trên các diễn đàn trên mạng xã hội bây giờ người ta đang kêu gọi là chẳng những tẩy chay Ryan mà còn phải xử luôn cả mike johnson và họ nhắc lại cái lời đe dọa của những cái dân biểu bên phía đảng cộng hòa mà trong nhóm cộng hòa maga đó là phải làm sao có thể mike johnson sẽ phải lên đường cùng sau tiếp sau ông Kevin McCarthy. Dĩ nhiên chúng tôi vẫn tin rằng các cái vị dân biểu bên phía đảng Cộng Hòa họ sẽ nhìn thấy cái cục diện chung, cái bức tranh chung không dễ gì vì những cái chuyện nhỏ như thế này mà họ lại làm cho đảng Cộng Hòa xáo trộn. Quý vị nhớ là đảng Cộng Hòa đã từng rất xáo trộn từ sau cái chuyện mà đẩy ông Kevin McCarthy đi rồi cũng phải mất 4 năm vòng đề cử mãi mới lên được ông Mike Johnson này nhưng mà đó cũng đặt cho ông mike johnson ông tân chủ tịch hạ viện vô một cái thế vô cùng nguy hiểm thưa quý vị và phải rất là cẩn thận đó là câu chuyện về câu chuyện về ông tân chủ tịch hạ viện và nữa nhưng nói đến hạ viện thì không thể không nói đến cái việc mà vừa rồi như chúng tôi có thưa là đảng cộng hòa đã thông qua được cái nghị quyết mà để bắt đầu cái tiến trình điều tra và luận tội và trước phế đối với đương kim tổng thống chúng tôi đã gửi đến quý vị trong chương trình vừa rồi cái việc này nghị quyết này nó có ý nghĩa là gì chuyện gì nó sẽ xảy ra tiếp và nó sẽ giúp cho đảng cộng hòa điều gì và đặc biệt là vì sao đảng cộng hòa làm như vậy nhưng mà nó có một cái ý diễn tiến vào hôm ngày thứ sáu đây thưa quý vị bên phía chiến dịch tranh cử của ông biden và bà phó tổng thống kamala harris cũng sử dụng luôn cái sự kiện này biến nguy thành cơ và lấy toàn bộ những ý tưởng mà bên phía đảng cộng hòa đã thông qua trong cái việc mà đòi điều tra và luận tội biden đó, đưa vô cái chiến dịch tranh cử Tòa Bạch Ốc đó đã, đã gửi ra thông điệp và nói rằng những cái nỗ lực này của Đảng Cộng hòa ở Hạ Viện thật là sad, pathetic, tức là nó nó buồn quá, nó đáng thương quá và đặc biệt là tốn thời gian và tốn tiền bạc của người dân và chiến dịch của bà Kamala Harris đã đưa toàn bộ những cái ý tưởng này vô quảng cáo rồi chạy rần rần để mà gây quỹ. chưa rõ là chúng ta đợi trong thời gian sắp tới đó thì sẽ thu được những số tiền gây quỹ là bao nhiêu. nhưng đây thưa quý vị ông Tổng thống Joe Biden những ngày gần đây chúng ta thấy là ông đối diện với rất nhiều những cái challenge những cái khó khăn. mặc dù đó dưới sự lãnh đạo của ông đến tận bây giờ thì chúng ta nhìn thấy về khía cạnh kinh tế kinh tế là một những trong những cái điều quan tâm đầu tiên của cử tri Mỹ khi mà được hỏi và nếu mà chúng ta đọc những cái bản thăm dò gần đây chúng ta sẽ thấy rằng là hầu hết là người dân Mỹ gọi là bán thang bán thang chuyên nghiệp luôn thưa quý vị thang Quảng Ninh chỉ là gọi là mua lại của thang của Mỹ mà thôi Mặc dù cái cuộc chiến chống lạm phát như chúng tôi đã thưa quý vị rồi, từ 8.1 của năm ngoái mà bây giờ rớt xuống là 3.2%, tháng 10 rớt, tháng 11 lại tiếp tục giảm xuống là về chỉ số lạm phát, GDP của nước Mỹ cũng tăng và thị trường chứng khoán vào hôm thứ Năm vừa rồi, Hoàng Vi cũng có thưa quý vị là đã tăng không dám nói rằng nền kinh tế của mỹ đã thực sự là mạnh mẽ và phục hồi trở lại bởi vì vẫn còn nhiều chuyên gia về kinh tế họ lo ngại là có thể nước mỹ sẽ vẫn phải những cái phần trăm mà suy thoái kinh tế nó vẫn còn lơ lửng ở đó nhưng những con số nó không biết nói dối và chúng ta chỉ nói dựa trên những con số lạm phát có giảm nhưng cái giá tiêu dùng giá thực phẩm vẫn còn chưa giảm như người dân mong muốn và người vậy người dân vẫn kêu ca và đó là cái chuyện mà ông Biden phải chấp nhận đó là một cái cuộc chơi một cái rất là phe bởi vì ông là tổng thống thì ông phải hứng chịu cái sự chỉ trích và than phiền của người dân nhưng Mặc dù những cái bản thăm dò gần đây cho thấy cái mức độ tín nhiệm của ông Biden đang giảm, mặc dù ông cũng đang gặp phải những cái rào cản rất là lớn trong cái chuyện chiến sự ở Ukraine, bây giờ đang cố gắng kêu gọi quốc hội viện trợ cho Ukraine mà đang bị ách lại chưa có xong. Đảng Cộng Hòa nói rằng viện trợ cho Ukraine thì ok, nhưng mà phải thông qua những cái cải cách ở biên giới đã và ông nói rằng ok tôi sẵn sàng cởi mở để mà có được cái số tiền mà viện trợ cho ukraine rồi bên chiến sự bên trung đông cái vụ israel bây giờ giữa biden và thủ tướng do thái là netanyahu cũng đang có những cái rạn nứt khi mà do thái có vẻ như là đi quá mức và aggressive gọi là hiếu thắng đến một quá mức mà bên phía mỹ không thể kềm được thưa quý vị nếu như cách đây khoảng một tuần trong tất cả các cái cuộc họp báo, Tòa Bạch Ốc vẫn đưa ra và nói rằng là ủng hộ Do Thái là hết mức luôn, rồi sẽ tiếp tục viện trợ cho Do Thái để tiêu diệt Hamas, rằng đây là cuộc chiến mà bảo vệ cho chính nghĩa, Do Thái là chính nghĩa. Nhưng mà những thông tin gần đây cho thấy là chính chính phủ của Biden cũng đang cảm thấy rất là bất mãn với lại bên phía Do Thái. Không đâu xa ngay ngày thứ Sáu đây thưa quý vị. Thông tin tình báo của Mỹ đã tiết lộ hai điều. 49% những cái quả bom mà bên phía Do Thái rót xuống Hamas á, là những quả bom hoàn toàn không có định hướng, có nghĩa là quăng lung tung, ném lung tung. Và nữa, điều thứ hai, Do Thái đã thừa nhận là chính vì cái việc mà tấn công lung tung mà không có mục tiêu mà rõ ràng như thế này, họ đã giết chết ba con tin đang bị Hamas giam giữ. Và chính ông Biden đã đưa ra cái lời cảnh báo và nói rằng cộng đồng quốc tế bây giờ bắt đầu là lên án và nếu như mà bên phía do thái không kiểm soát tốt cái tình hình như thế này thì chắc chắn là sẽ vấp phải sự phản ứng rất là lớn với trong cái việc là tính mạng dân thường Palestine ở giải Gaza cho nên Ông Biden đang vấp phải rất nhiều những cái rào cản nhưng mà trên hết là chuyện con trai của ông Hunter Biden đã bị bên phía công tố viên đặc biệt David Weiss đã truy tố hai cái hồ sơ về súng và thuế, rồi nữa, một lần nữa là ở hạ viện lại bắt đầu cái tiến trình điều tra đối với ông Biden. Nhưng nói về câu chuyện này, chúng tôi xin bổ sung một chút thưa quý vị về cái chuyện mà liều, điều tra và luận tội đó. Chính Đài Fox chính Fox News là một cái nơi mà ông chủ tịch ủy ban giám sát ở Hạ viện là ông James Comer trong suốt cái thời gian từ hồi tháng 1 đến bây giờ, như Hoàng Vi nhiều lần thưa, James Comer làm đúng một việc duy nhất thôi là xuất hiện đều đặn trên đài Fox để mà đưa ra những cái lời cáo buộc. Nhưng mà mới đây James Comer đã tuyên bố là sẽ tẩy chay đài Fox, đặc biệt là cái chương trình Fox and Friends do ông do cái người dẫn chương trình là Steve Doocy lý do Chính Steve Ducey, người của đài Fox bây giờ đã mất kiên nhẫn với những cái lời cáo buộc của ông James Comer. Steve Ducey vào hồi thứ tư này đã dẫn lại ý kiến của ông thượng nghị sĩ Chuck Grassley là thành viên ở Thượng viện bên phía đảng Cộng Hòa. Vào cách đây hai tháng, Chuck Grassley đã từng nói sẽ công bố 17 cái đoạn ghi âm cho thấy rõ là giới chức Burisma đã thảo luận với nhau và nói rằng thôi thì bây giờ bị ép quá là phải rót cái tiền để mà chung cho Joe Biden. Nhưng cũng trước Grassley sau đó nói rằng 17 cái đoạn ghi âm đó giờ tôi cũng biết nó có thiệt hay không nữa. Nhưng mà mới nhất, đỉnh điểm mới nhất, Chuck Grassley, thượng nghị sĩ bên phía đảng Cộng Hòa, đã nói trên CNN bằng chính cái lời phát ngôn của ông ấy. Ông ấy cho là ở thời điểm này, tôi không nghĩ là đảng cộng hòa có đủ bằng chứng để nói rằng ông joe biden là có tội thưa quý vị và ông steve Doocy là host của chương trình fox and friends ở trên và uh, yeah, ở đài fox đó ông đã dẫn lại cái ý kiến này và ông nói rằng là ông dần mất kiên nhẫn với những cái lời cáo buộc của bên phía đảng Cộng Hòa. Và lý do đó mà ông James Comer, Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện và là thành viên dẫn dắt cái cuộc điều tra này đã tuyên bố là sẽ tẩy chay đài Fox thưa quý vị. Và cái ý và đặc biệt hơn sau tất cả những cái challenge đó, những cái rắc rối và thử thách đó đó thì ông Joe Biden đã gây quỹ được cái số tiền rất là lớn thưa quý vị. Trong quý 3 này nè, trong quý 3 của năm nay Ông Biden đã gây quỹ được 71 triệu đô la Mỹ cao hơn hẳn so với cựu tổng thống Donald Trump trong quý 3, gây quỹ được 45.5 triệu đô la Mỹ. Mà cái số tiền ông Trump gây quỹ được trong quý 3 đó nó lại cao hơn 20% so với quý 1 và quý 2 mà cựu tổng thống 45 đã gây quỹ được. Đó là một trong những cái diễn tiến rất là đáng chú ý cho cái chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 giữa hai ứng cử viên joe biden và donald trump và hoàng vi xin phép được trở lại sau ít phút dành cho thương mại Hoàng Vy xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV trên băng tầng 57.5. Thưa quý vị, ngày hôm thứ Sáu, người ta nhìn thấy cựu đệ nhất phu nhân Melania Trump đã xuất hiện trong một cái buổi lễ để chúc mừng cho những cái công dân mà đã đạt được cái quốc tịch Mỹ đó thưa quý vị. 25 người từ hai quốc gia 25 quốc gia khác nhau đã đạt được cái chứng nhận là quốc tịch Mỹ trong cái đợt tuyên thệ kỳ này. Thì bà Melania Trump đã xuất hiện và đưa ra những cái lời chúc mừng cũng như là kể lại về cái quá trình mà bà từ Slovakia đã vô nước Mỹ từ năm 1996 và 10 năm sau thì bà có quốc tịch và bà kể rằng là cái con đường từ cả trước đó là từ cái thời ấu thơ của mình nữa đã bà trải qua những cái khó khăn như thế nào. Nhưng bà mà bà Milania nói rằng là cái việc mà có được cái quốc tịch Mỹ là một cái điều vô cùng vinh dự và là một cái cột mốc, một cái bước tiến rất là lớn trong một cái cuộc đời của con người và bà chúc cho những công dân Mỹ là vừa mới có được quốc tịch như thế này sẽ có một cái chặng đường sắp tới nó tốt đẹp và không quên trách nhiệm và công dân của một người Mỹ thưa quý vị thì đó là cái sự xuất hiện của đệ nhất phu nhân Milania trong cái ngày thứ sáu và nó làm cho nhiều người rất là chú ý bởi vì thời gian vừa qua như quý vị cũng có để ý là bà gần như vắng bóng không nhìn thấy ở trong cái sự kiện nào hết và đặc biệt là trong những cái chiến dịch trong những cái buổi rally của cựu tổng thống Donald Trump mặc dù ông Trump rất là nhiều lần nhắc đến bà nhưng mà chúng ta không hề thấy bà ở đâu hết cái điều thứ hai rất là đặc biệt đó là bà xuất hiện ngay tại cơ quan lưu trữ quốc gia thưa quý vị ở tại vùng dc đó đây nơi này có gì đặc biệt nơi này vào hai tháng trước vừa mới xảy ra cái chuyện là bộ tư pháp đã truy tố cựu tổng thống donald trump trong cái vụ hồ sơ mật mà ở phần trước hoàng vi có thưa là kéo dài 18 tháng trời giữa sự câu kéo dằn co qua lại giữa cơ quan lưu trữ cùng với bộ tư pháp đã kêu gọi yêu cầu bên phía ông Trump nộp lại những cái tài liệu mật mà ông đã đem về từ Tòa Bạch Ốc và giữ ở Malago thì cái cuộc chiến dằn co đó nó kết thúc bằng cái việc là bên phía FBI đã đột kích vào Malago và lấy đi những cái trang tài liệu mật và sau đó là cái chuyện truy tố của Bộ Tư Pháp Ngày hôm nay, cựu đệ nhất phu nhân Milania đã xuất hiện trang trọng và đường hoàng ngay tại cơ quan lưu trữ này và có những cái lời chúc mừng đối với những công dân Mỹ vừa mới là có được quốc tịch Mỹ rất là đáng tự hào thưa quý vị bà kể lại đó là cái thời thơ ấu của bà um, nó cũng khó khăn như thế nào và bà vô Mỹ là năm 1996 rồi 10 năm sau là bà có quốc tịch um, và bà bắt đầu cái khi mà đến Mỹ đó thì bà bắt đầu với sự nghiệp là làm người mẫu thưa quý vị và bà Milana nói là cho nên cái quá trình là một cái di dân mà bước vô nước Mỹ á, nó có rất nhiều những cái khó khăn. Bà cũng thừa nhận cái điều đó, rất nhiều những cái khó khăn để có thể xe đầu đao, để có thể ổn định cái cuộc sống. Cho nên bà nghĩ rằng là bất kỳ ai mà muốn trở thành công dân Mỹ thì nên có cái sự nhẫn nại, cái sự chịu khó và cái sự nhẫn nại. Đó là lời khuyên của đệ nhất phu nhân. Và bà và chúng ta biết rằng là bà Milania khi mà bà ở Slovakia đó, trước khi mà gặp ông Trump á, thì bà là con của ông Victor là một thành viên của đảng Cộng sản của Slovakia và sau đó là bà đến Mỹ năm 96, như nãy giờ chúng tôi vừa thừa. Trước đó thì bà làm người mẫu ở châu Âu, thưa quý vị. Thì đó là câu chuyện mà ngày hôm nay. Và đặt có một cái điều nữa là từ trước tới giờ khi mà bà còn ở trong tòa Bạch Ốc, thì bà ít khi phát biểu về những cái vấn đề về di dân, về di trú. Ngoại trừ một lần, không biết quý vị còn nhớ là bà có đi đến một cái biên giới ở phía Nam. Và lúc đó thì bà mặc uh, cái chiếc jacket và ở đằng sau cái jacket đó thì có một cái thông điệp là I really, I really don't care, do you? Tôi không có care và chính vì cái chiếc xin cảm ơn ban kỹ thuật và chính vì cái áo jacket này nó cũng gây ra tranh cãi nhưng mà ngoài ra thì bà không có thường xuyên bày tỏ những cái quan điểm của mình về cái vấn đề di dân trong khi đó ông trump thì rất là quyết liệt và sát rạc về những cái vấn đề di dân thậm chí là cố vấn cấp cao của ông là ông stephen mueller là một người mà phải nói là vô cùng cực đoan và quyết liệt trong vấn đề là bài trừ di dân đây mới đây thôi khi mà ông Trump hiện nay chuẩn bị ra tranh cử năm 2024 nhưng mà những cái thân tín những cái gọi là đồng minh của ông đang bắt đầu lập ra những cái nhân vật mà có thể là năm 2024 mà ông thắng cử đó thì những cái nội các của ông là sẽ có những cái nhân vật nào rồi họ cũng lập ra cả những cái memo những cái cương lĩnh để mà hành động trong đó có nhân vật Stephen Miller này là rất là quyết liệt và sát rạc trong cái chuyện là tìm và diệt có có nghĩa là truy đuổi để mà trục xuất những cái di dân đối với nước Mỹ cũng như là những cái chính sách rất là khó khăn trong cái việc để chấp nhận một di dân mà có thể có thẻ xanh và sau đó trở thành quốc tịch Mỹ phải là những cái điều mà không có gây ra cái gánh nặng cho xã hội của nước Mỹ vì đó là cái câu chuyện về để nhất phu dân như chúng tôi nói đó kể từ sau khi ông Trump rời tòa Bạch Ốc kết thúc cái nhiệm kỳ đầu tiên của mình. Bà Milania gần như phải nói là rất là kính tiếng. Bà không có mặt cùng chồng trong những cái buổi trong quý vị nhớ là trong cái ngày hoàng vi nhớ như in là ngày 15 tháng 11 của năm ngoái đó khi ông Trump tuyên bố là sẽ ra tranh cử năm 2024 bà cũng không hề có mặt trong cái sự kiện đó bà cũng không có mặt chồng trong những cái phiên tòa ở New York nơi đang diễn ra cái vụ kiện ông Trump trả tiền bịt miệng cho cô đào Stormy Daniel. Bà cũng không có xuất hiện để mà ủng hộ chồng ở tòa án Miami khi mà ông Trump đối diện với vụ hình kiện hình sự liên bang trong cái vụ tài liệu mật ở Malago, bà cũng không được nhìn thấy xuất hiện ngay tại tòa án ở Washington khi mà ông Trump đối diện với cái vụ truy tố đảo ngược kết quả bầu cử. Bà cũng không có mặt ở trong các cái buổi rally cũng như là những cái buổi tiệc sang trọng ở Malago thưa quý vị. Thậm chí những cái Đối thủ chính trị ngay trong đảng Cộng Hòa thôi, đó là Ron DeSantis và Nikki Haley. Nhất là Ron DeSantis, thống đốc của Florida, đã từng chạy hẳn, thực hiện hẳn những cái máy bay đó, mà trên bay trên bầu trời Florida, rồi dăng những cái banner, những cái biểu ngữ và nói rằng Milania đâu rồi, Milania biến mất rồi, để nói rằng ông Trump đang đơn thân độc mã và hoàn toàn không có nhận được những cái sự ủng hộ và yểm trợ của gia đình thì đó là những cái phần mà chỉ trích của bên phía đối thủ chính trị của ông trump nhưng mà những cái người đã từng là giới, uh, gọi là nhân viên uh, trong cái văn phòng của cựu đệ nhất phu nhân ví dụ như Stephanie Grisham là cựu chánh văn phòng của bà Melania trump đó, thì cô Stephanie của nói thật ra tính của bà Milania rất là kính tí và bà cũng không có theo cái kiểu là nói những cái lời ngọt ngào hay là thường xuyên là tân bốc chồng hay là tỏ ra là vui vẻ cởi mở và yểm trợ cho chồng thì cái điều đó là không phải là tính cách của Milania nó có một cái câu chuyện như thế này thưa quý vị mà gần đây báo chí cũng bắt đầu nhắc tới đó là quý vị nhớ là vào ngày 18 tháng 11 ông Trump xuất hiện trong cái cuộc rally ở Iowa Ông thường xuyên đến Iowa lắm trở đi trở lại nhiều lần bởi vì nơi này là một trong những cái bầu cử sơ bộ rất là quan trọng trong Đảng Cộng hòa cho nên ông trở lại hoài. Và những cái cuộc rally của ông Trump ấy, thì nhắm mắt chúng ta cũng có thể hình dung là ông nói ông chỉ trích rất là dữ dội về chính phủ biden gọi những cái từ gọi là xúc phạm và xấu xí nhất đối với đối thủ chính trị của mình joe biden và cả với công tố viên đặc biệt jack smith người đang dẫn dắt hai cái vụ kiện và cả những cái công tố viên nào nói chung là những ai mà có liên quan đến những cái rắc rối pháp lý của ông trump và ông cũng nói về những cái lời hứa mà người ta cũng chưa có hình dung được nếu như mà thực sự là ông trở thành tổng thống thì ông sẽ thực hiện như thế nào? Ví dụ như nếu tôi trở thành tổng thống thì cái chiến sự ở bên phía Ukraine tôi kết thúc trong vòng 24 tiếng. Nếu tôi trở thành tổng thống thì cái câu chuyện ở Trung Đông sẽ không bao giờ xảy ra. Nếu tôi trở thành tổng thống sẽ không bao giờ có cái chuyện biên giới, khủng hoảng biên giới như hiện nay. Nếu tôi trở thành tổng thống sẽ có một cái đạo luật y tế mới và nó thay thế Obamacare đó là những cái lời hứa của cựu tổng thống donald trump trong những cái đợt rally mà chúng ta thấy gần đây và phải khẳng định và thừa nhận một điều rằng ông trump đang nhận được cái sự ủng hộ rất là lớn của các cử tri bên phía Đảng Cộng hòa. Mặc dù những cái cuộc thăm dò thì thường chỉ mang tính chất tham khảo mà thôi, đôi khi thăm dò là một chuyện nhưng mà ra đến thực tế nó lại là một câu chuyện khác. Ví dụ như bầu cử tổng thống năm 2016, quý vị thấy trước đó hầu như các cuộc thăm dò đều cho thấy là bà Hillary Clinton là thắng lớn, nhưng cuối cùng cái sự thật nó hoàn toàn trái ngược như vậy. Nhưng mà phải nói một điều rằng những cái cuộc thăm dò gần đây liên tiếp đều cho thấy là ông Trump bỏ xa cái đối thủ của mình ngay trong Đảng Cộng hòa 50 cho đến 60 điểm, cho nên khó lòng mà Nikki Haley hay là Ron DeSantis có thể soán ngôi ông Trump. Nhưng mà chúng tôi đang muốn thưa về một cái cuộc rally của ông Trump vào ngày 18 tháng 11 ở Iowa. Tự nhiên ông nhắc lại một cái câu chuyện mà trước đây thưa quý vị, nhân vật đứng đầu cơ quan tình báo của anh có tên là Christopher Steele. Năm 2016 đã đưa ra một cái bản uh, báo cáo uh, những cái thông tin và cho thấy là bên phía Nga ông Putin có nắm giữ những cái bí mật, những cái thông tin rất là quan trọng đối với cựu tổng thống Donald Trump. Và theo Christopher Steele có nói rằng là ông Trump đã bị bên phía Nga đó họ nắm giữ những cái tẩy mà ông Trump sẽ khó lòng từ chối những cái yêu cầu của bên phía Putin. Một lần nữa, đây là những cái cáo buộc của một nhân người đứng đầu cơ quan tình báo của Anh. Và dĩ nhiên là chúng ta không biết rõ cái mức độ thực hư và cái độ xác tính như thế nào. Ông Trump đã từng kiện cái nhân vật này ra tòa rồi và cho rằng là nhân vật này là phỉ bán ông. Nhưng mà vào cái ngày ông xuất hiện trong cái cuộc rally của năm nay tháng 11 năm đây, tự nhiên ông nhắc lại cái câu chuyện này khi mà ông nói về bà Milania. Trước đó ông nói rằng người vợ của mình á là không có ủng rất là yêu yêu chồng nhưng mà không có ủng hộ những cái 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 cử chỉ cái điệu bộ của ông khi lên sân khấu. Ông nói rằng á là bà Milania thường hay nói đá liền. Mặc dù là ông rất là tuyệt đá liên rất là tuyệt ở trên sân khấu và những cái khẩu khí của ông nói nhưng mà ông bớt lại những cái diễn đi hay là những cái dancing ở trên sân khấu thì đá liên là không có nên làm như vậy nguyên văn đó là những gì ông trump nói không phải là lời chúng tôi nói nhé đá liên là ông nên bỏ bớt những cái đoạn mà khiêu vũ trên sân khấu hay là những cái pha trò nhúng nhảy đi nó không có phù hợp và nữa ông nhắc về cái sự kiện cái câu chuyện của Christopher Steele nhân viên tình báo của anh ông nói rằng là tay này năm 2016 đã đưa ra một cái bản báo cáo về tình báo có tên là Steele dossier trong đó nói ông Trump đã từng năm 2013 trong một cái khách sạn ngay tại thủ đô Moscow của Nga đã có kêu bốn cái cô gái làng chơi vô cái khách sạn Ritz Carlton ở Moscow và ông ở trong ngay cái phòng mà trước đó cựu tổng thống Barack Obama đã từng ở trong đó và ông gọi ông kêu bốn cái cô gái làng chơi này á hãy xin lỗi quý vị đây là lời của ông Trump và cũng là lời trong cái bản báo cáo tình báo này kêu bốn cái cô gái làng chơi này á là hãy thi coi như là hãy tạo ra một cái cơn mưa màu một cái cơn mưa màu vàng golden shower ngay trên cái chiếc giường đó đi Dĩ nhiên những cái câu chuyện này nó xấu xí quá, nó ớt lì quá và không ai cũng cảm thấy comfortable khi kể về nó. Ông nhắc lại cái sự kiện này một lần nữa, đây là thông tin mà cơ quan tình báo bên phía Anh đưa ra, chúng ta không có xác tính được. Cái vấn đề bây giờ truyền thông họ để ý khi ông nhắc lại câu chuyện này, ông nói là Milania khi mà nghe câu chuyện này đó, bà ấy, bà ấy sửng sốt, bà ấy nói là chắc chắn là không bao giờ có thật bởi vì bà ấy biết là chồng của bà rất là sạch sẽ, rất là đâu ra đó, không thể nào là những câu chuyện này là có thật được. Thì đó là lời ông nói với lại cử tri Cộng hòa Iowa. Nhưng, chữ nhân đây thưa quý vị, mọi người mới nhớ lại là và lật lại, truyền thông đi lật lại cái thông tin tình báo đó. Thì trong đó, đó ông Susie, ông không có nói cái số lượng cụ thể là bốn cô. Ông chỉ nói là ông Trump năm 2013 trong cái khách sạn đó đã kêu những cái cô gái làng chơi làm cái chuyện là tạo ra những cái cơn mưa golden shower nhưng mà không có nói là bốn cô. Nhưng mà tại sao khi ông Trump kể lại với cử tri Iowa năm nay, tháng 1, ngày 18 tháng 11 năm nay thì ông lại nhắc về cái tình tiết đó. Nó làm cho nhiều người bắt đầu question và đặt ra câu hỏi là vậy thì có thực sự là ông biết về cái sự kiện đó cho nên ông mới nói như vậy hay không? Đó là cái câu chuyện liên quan đến cựu tổng thống và đệ nhất phu nhân. Và cũng nhân nói với đệ nhất phu nhân cho Hoàng Vi thuật lại nó đầy đủ hơn. Đó là bà đệ nhất phu nhân của nước Pháp hiện nay đó thưa quý vị, bà Brigitte Macron vừa rồi cũng xuất hiện trên một cái đài truyền hình quốc gia của Pháp và bà đã kể về chính cái cuộc tình của bà với lại ông tổng thống Pháp ông Macron hiện nay, chút nữa Hoàng Vi sẽ kể với quý vị. Nhưng mà bà có đề cập đến cựu đệ nhất phu nhân Milania. Bà nói rằng khi mà bà sang Mỹ đó, giữa hai đệ nhất phu nhân có nói chuyện với nhau bà rất ấn tượng về milania là một người rất là sweet rất là ngọt ngào nhưng cũng rất là kính tiếng. Và thậm chí Milania theo lời bà đệ nhất phu nhân Pháp Macron là không có tự làm cái chuyện gì hết, đó, không có như bà là có thể đi khắp mọi nơi. Milania thậm chí là kéo cái cửa sổ lên cũng phải nhờ người khác kéo dùm. Hay là không có đi giao du xuất hiện trên đường phố một cách thoải mái như vậy được. Thì đó là lời mà bà Macron đã kể lại. Và trước khi khép lại chương trình nhân nói về bà Macron, những câu chuyện gần đây trỗi lên về đời sống của tổng thống Pháp thưa quý vị cũng làm cho người ta để ý khi mà bà Macron kể về cái mối tình vô cùng tranh cãi của bà với lại ông đương kim tổng thống hiện nay. Năm nay đệ nhất phu nhân 70 tuổi và tổng thống Pháp là 45 tuổi thưa quý vị. Nhưng mà mối tình của hai nhân vật này bắt đầu từ lúc mà ông Macron chỉ là một học sinh high school 15 tuổi và bà đệ nhất phu nhân bà Bridget là giáo viên dạy môn kịch nghệ cho ông Macron lúc đó là bà đã 45 tuổi rồi thưa quý vị. Và vì có mối quan hệ yêu đương như vậy đó mà ba mẹ của ông Macron phải ngay lập tức là di đổi ông này đẩy ông này lên Paris là chuyển trường không cho tiếp tục cái mối tình này bà bà Bridget bà kể lại là lúc mà đi đó chia tay bà cứ nghĩ rằng rồi ông Macron sẽ quên mình thôi sẽ lao vào cái cuộc yêu đương với những cô gái trẻ và sẽ kết thúc cái mối tình này nhưng mà không ngờ là ông vẫn lưu giữ những cái tình cảm đó mãi cho đến 10 năm về sau vào những cái khoảng thời gian mà ông lúc đó là 29 tuổi thì ông vẫn trở lại và vẫn tiếp tục cái mối quan hệ với lại bà Macron hiện nay thưa quý vị. Có một cái chi tiết cũng đặc biệt nữa là ông Macron chính là bạn cùng lớp với lại con gái của bà Brigitte Macron và đó là chi tiết rất là đặc biệt. Hai người yêu nhau kéo dài 10 năm trời mới dám thú thật với những người con của bà Macron bởi vì cái mối tình này nó đặc biệt quá đi. Đến năm 20 đến năm 39 tuổi thì ông Macron trở thành tổng thống Pháp và là tổng thống trẻ nhất của nước Pháp. Và bây giờ họ mới kể lại cái mối tình đầy cái sóng gió và đầy những cái điểm lạ lùng. Thì đó là câu chuyện về vợ chồng của tổng thống Pháp. Nhưng mà thực sự thú thực với quý vị, chúng ta là những người bình thường. Khi nghe thấy cô giáo hay thầy giáo của con cái chúng ta mà có một cái mối quan hệ yêu đương với con mình thì chắc chắn là ai cũng toát mồ hôi hột và cảm thấy rất là sợ hãi. Và vừa rồi là một số tin tức đáng chú ý của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.